cái bao spoil cực mạnh này. Trong một câu chuyện nào đó, có một loài chim kỳ lạ khi chúng chỉ có thể bay khi có một người bạn đồng hành. Một con đực và một con cái, mỗi giới chỉ có một bên cánh. Tuy mỗi cá thể là không hoàn thiện, nhưng đó cũng là đặc điểm của chúng. Con người là loài có trí khôn và tư duy trừu tượng. Đó là điểm khác biệt của chúng ta với phần còn lại của giới sinh vật. Nhưng con người thì vẫn luôn mắc sai lầm. Trong thế giới giả tưởng của Darling in the Franxx, con người đã khiến cho ngôi nhà của họ trở lên trơ trọi. Thế giới ngoài kia thì đầy rẫy những con Kyuriu. Kyuriu là thứ rất đặc biệt, nhưng ở trong video này thì mình sẽ không giải thích về chúng. Vậy con người đã làm gì để đánh bại những Kyuriu to lớn ngoài kia? Câu trả lời là Franxx. Franxx là những vũ khí với tạo hình là những cô gái. Chúng là một dạng cơ khí biomechanical, tạm dịch là cơ sinh học. Đây là từ dùng để nhằm chỉ việc nghiên cứu các nguyên lý cơ học của các bộ phận cơ thể sống một cách chi tiết về sự di chuyển và cơ cấu của chúng. Các bạn có thể tự tìm hiểu trên Wikipedia, vì mình cũng không biết gì đâu. Câu nghe có vẻ khoa học vừa rồi là mình search trên Google đấy. Lấy giờ là Macman nói, còn giờ thì đến mình. Phát sư Trung Hoa kiểm thiên tài toán học, vật lý, hóa học. Có mỗi một nhược điểm nhỏ là quên đổi đơn vị từ dặm sang km. Quang Huy sẽ trình bày tiếp với các bạn. Franxx là sản phẩm được nghiên cứu bởi tiến sĩ Franxx. Nghe giống kiểu mình là Macman và mình tạo ra kênh Macman vậy. Nhằm chống lại những Kyuriu, Franxx được chế tạo bằng khung xương của những Kyuriu. Còn chi tiết thế nào thì mình cũng không biết nữa. Để có thể lái được Franxx, trước hết bạn cần có một cặp gồm nam và nữ. Họ được đặt tên là Parasites. Phi công nam thì đặt là Stamens Nhị Hoa, còn nữ thì đặt là Pistil Nhụy Hoa. Phải đầm ngủ á. Nếu bạn thắc mắc tại sao lại đặt như thế, thì mình cũng không biết. Nhưng liên hệ tới những Franxx của đội 13, chúng đều có những cái tên được đặt theo các loài hoa. Cho nên là bạn đoán xem. Vì ghép đôi một Nhị Hoa và Nhụy Hoa cần dựa vào sự đồng bộ của cả hai, và các bô lão khuyến cáo là không nên trao đổi qua lại giữa các cặp. Nhưng trên phim thì cũng có vài tình huống thay đổi giữa các cặp. Tường thì nồi nào úp vung lấy, và ít khi thay đổi như mình đã nói ở trên. Nhưng Zero Two thì là một ngoại lệ, khi chị nhà đổi nhị như đổi áo. Lý do thì là vì chị đặc biệt. Còn chị đặc biệt ra sao thì các bạn lên xem phim. Nếu các bạn đã xem phim, mình cá là các bạn đã xem phim. Vì nếu các bạn chưa xem phim thì các bạn quá là những cô cậu bé hư khi đã bỏ qua lời cảnh báo spoil của mình. Thì về cơ bản mình đã vận dụng đầy đủ lý thuyết đếm từ hồi mẫu giáo và nhận ra đã có 7 mẫu Franxx đã từng xuất hiện trên phim. Đối với việc lái Franxx thì cần phải có một cặp nam nữ như đã nói ở trên. Trong nhiều trường hợp khi thằng phi công phế quá thì các chị cũng có thể cùng mình gánh việc. Nhưng điều này thì không được các bộ lão khuyên dùng cho lắm, vì rất có hại cho cơ thể của các chị em. Người nữ sẽ đảm nhận vai trò ở phía dưới và liên kết với Franxx, còn người con trai thì sẽ cầm lái. Như trên anime chúng ta đã thấy, nam ngất thì nữ vẫn có thể tiếp tục, nhưng mà nữ ngất thì chỉ có cầu trời thôi. Vũ khí của Franxx là những thứ mang năng lượng magma, có thể đâm xuyên qua lõi của những con Kyuriu. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với loại đại trà nhất. Đó là... mà thực ra thì nó cũng không có tên, nên chúng ta sẽ tạm gọi là hàng đại trà đi. Đây là một mẫu đúng như cái tên của mình, rất đại trà. Để miêu tả về ngoại hình của mẫu này, nó không có gì nổi bật ngoài một cái màu xám được điểm đến chút viền trắng ở thứ trông có vẻ là giống váy. Chốt lại thì trông em nó khá là giống một cô gái bình thường với một mái tóc màu đen và mặc váy ngắn, đặc biệt là có đi thêm thắt chân. Như trong tập 6 của anime, chúng ta đã thấy được những Franxx đại trà này có khả năng đặc biệt là giật đồng cộng thêm khả năng phối hợp ăn ý khiến cho họ thêm phần lợi hại. Vũ khí của Franxx đại trà là một cây phóng là ấn, có khả năng phóng mũi dao về phía Kyuriu và cho chúng lại đồng thời phóng ra những năng lượng làm tê liệt. Trong chiến thuật của đội 26, chúng ta thấy ỷ đồng hiệp yếu là một chiến thuật lợi hại. Đấy là nếu team mình đông hơn và không hết năng lượng nữa. Trong nhiều tình huống cấp bách, mà thực ra là do lệnh chỉ đạo từ cấp trên, mà những đơn vị Franxx đại trà này phải bắt chết những thanh niên Hồi giáo không tích cực lắm, đó chính là ông bóng liều chết. Tiếp theo là mẫu thiết kế của Nice. Không phải Nice, mà là Nice. Thôi sao cũng được. Chúng là mẫu thiết kế dành riêng cho cơ hội này. Lý do hội này có hẳn một mẫu riêng, vì họ là tay chân dưới trướng của các Ape. Do Nice là những bản sao của Zero Two, cho nên tạo hình của Franxx của hội này cũng tự tựa giống với Strelizia. Như mình đã đề cập ở trên, các cặp Parasite sẽ là kiểu nữ ở dưới, nam ở trên. Nhưng trong trường hợp của Nice thì nữ mới là người cầm lái. Về ngoại hình của mẫu này thì theo cảm nhận của mình khá là giống với bộ áo cưới truyền thống của Nhật, với màu chủ đạo là trắng cùng với viền đỏ. Khác với thân hình nặng nề của mình thì mẫu này lại có tốc độ khá là cao và cũng mạnh nữa. Vũ khí thì cũng là loại cán dài, tuy không giống phóng lợn lắm nhưng uy lực thì cũng không kém. Nãy giờ thì mình đã đề cập đến Strelizia, thì đây là Strelizia. Em Franxx này thì có rất nhiều thứ để nói, vì đây là một điểm nhấn rất quan trọng trong Darling in the Franxx. Bông hoa này được tạo ra dành riêng cho Zero Two để cô có thể sử dụng hết tiềm năng của mình.
Trong suốt bộ phim của mình, Strelitzia gần như không thay đổi nhụy. Trừ trường hợp công chúa Kyuriu có một lần Mon Men sở thử ra, thì nhụy chính là Zero Two. Nhị thì được thay đổi khá nhiều, vì phim xem từ lâu rồi nên mình cũng không nhớ trước đây có bao nhiêu người đã làm nhị hoa. Nhưng trên phim thì có khoảng 3 người nếu mình nhớ đúng. Nhưng về sau thì chỉ có Hiro, hay theo cái gọi của mình là thằng phế vật, mới có thể lái được Strelitzia thôi. Strelitzia có màu trắng là chủ đạo, với thêm mấy cái viền đỏ. Với đôi chân mảnh khảnh nhưng lại sở hữu một cẳng tay khá là to, cùng với đó là một chiếc đầu và vai cũng không nhẹ hơn là mấy. Nó khiến cho mình thắc mắc tại sao thứ này có thể đứng được, đặc biệt là nó còn có cái sừng to vãi hàng. Vũ khí chính của Strelitzia là một chiếc thương, và đương nhiên là nó có thể đục thủng trái tim của bất cứ thằng sim nào. Strelitzia còn có chế độ khác là Stampede. Ở hình dạng này, Strelitzia sẽ hóa thành một con chắc là sư tử. Bởi vì là một người đặc biệt nên thời gian chỉ ở cái chế độ này cũng hơi nhiều. Chỉ là mình không nhớ chính xác là có bao nhiêu lần thôi. Các bạn hiểu mình mà. Lời vãi. À mà đáng lẽ mình nên nói cái này từ đầu, nhưng kiểu thế nói sớm quá thì không thú vị, nên giờ mình nói. Ngoài Strelitzia ra thì các Franks khác cũng có chế độ Stampede. Chế độ Stampede là lúc mà các nhụy hoa tự mình vận hành Franks. Bởi vì không có sự liên kết nên Franks lúc này có ngoại hình rất là hoang dã luôn. Khi ở chế độ này thì mắt của Franks sẽ biến thành chữ X. Và khi nhìn vào đồng phục của đội 13, chúng ta thấy biểu tượng ở cổ của nữ là X, trong khi đó nam là Y. Điều này có thể ngụ ý cho ký hiệu nhiễm sắc thể giới tính. Ngoài ra, Strelitzia cũng có một số hình dạng khác. Nếu Strelitzia ở tầm 1 là khởi đầu của Hiro và Zero Two, thì ở tầm 15 là cuộc gặp gỡ thực sự của cả hai sau nhiều năm xa cách. Đây là hình dạng Strelitzia khi được sơn màu đỏ lên và có tên gọi là Strelitzia XX hoặc là Double X vì nó có hai chữ X ở trên đầu. Cái này thì cũng chỉ là mình đoán thôi, nhưng mà việc Strelitzia có màu đỏ vào lúc này làm mình cảm thấy khá là giống với Zero Two hồi còn nhỏ. Và hình dạng này thì về sau cũng không thể xuất hiện lại nữa. Ở tập 20 thì công chúa Kyuriu đã cướp được con hạt Strelitzia. Sau đó Strelitzia được sơn màu xanh xám, trông khá là ngầu, mình thích màu này. Và sau khi Zero Two và Hiro có được sức mạnh của công chúa Kyuriu ở tập 21, Strelitzia đã có được hình dạng Strelitzia Agathe. Tuy nhiên hình dạng này khiến cho Zero Two gắn kết hơi sâu với Strelitzia. Strelitzia và các đàn em Kyuriu đã phải ra ngoài không gian để tử chiến với Vim. Do liên kết hơi sâu mà bất cứ chấn thương nào mà Strelitzia gặp phải thì cơ thể của Zero Two cũng gặp phải điều tương tự. Chỉ đến tập 23 khi Hiro và Zero Two hòa làm một trên con Strelitzia thì lúc này hình dạng thực sự của Strelitzia Apus mới xuất hiện. Ở hình dạng real này, sau khi nhận được sức mạnh tỉnh bạn, Strelitzia đã chuyển hóa thành dạng vàng chóe và kết liễu bình đoàn Vim. Đấy là các hình dạng của Strelitzia. Còn cái tên Strelitzia được đặt theo tên của một chi thực vật có hoa với tên tiếng Việt là chi thiên điệu. Sau khi search Google về ý nghĩa của hoa thiên điểu thì mình có thấy viết một dòng lá đôi tả sẽ mãi bay với nhau đến tận chân trời. Cũng không đúng lắm vì Hiro và Zero Two đi cùng nhau đến tận vũ trụ cơ mà, có phải đến tận chân trời đâu. Đùa đấy. Và giờ là các mẫu Franks của đội 13. Vì lúc mình viết cái kịch bản này là khoảng 2 giờ sáng nên cũng khá là lười. Nếu có gì thiếu sót thì mong các bạn lượng thứ. Đầu tiên là Delphilium. Franks này được điều khiển chính bởi Ichigo và Goro. Thực ra là có cả Hiro nữa, nhưng do phế vật quá nên không làm gì được. Delphilium có màu sắc chính là trắng và xanh. Mình cũng không chắc là xanh gì nữa. Xanh là vì trắng. Thôi nào, các bạn mong chờ gì ở một thằng mù màu vậy? Ngoại hình của Delphilium thì khá giống một bạn gái đang mặc đồng phục nữ sinh và đứng dưới tán cây hoa sữa vậy. Xinh thì rất xinh, nhưng hơi nồng nàn. Ở phần đầu của Delphinium có một thứ gì đó trông như tóc che nửa mắt vậy. Chắc là để cho giống ngoại hình ngoài đời của Ichigo. Vũ khí chính của Delphinium là hai thanh gì đó mình dự là kiếm, nhưng trông cũng rất là giống thương nữa. Và Delphinium cũng là tên của một chi thực vật có hoa với tên gọi ở Việt Nam là chi thúy tước. Hình như loài hoa này còn có nhiều tên gọi khác, nhưng mình cũng không dành lắm. Về ý nghĩa của loài hoa này còn tùy vào màu sắc nữa. Như màu trắng thì tượng trưng cho tình yêu trong sáng này, màu hồng thì tượng trưng cho sự dịu dàng, nhẹ nhàng ấy. Màu tím thì tượng trưng cho sự thủy chung ấy. Tiếp theo là Argentia. Người điều khiển chính là Miku và Zorome. Là một Franks trông khá là năng động, vì cặp đôi lái cũng tăng động không kém gì cả. Trong ngoại hình thì khá là giống một cô gái đang mặc một chiếc quần cọc, một chiếc áo hoodie, đặc biệt là có đeo tất chân. Vũ khí chính của Argentia là một bộ neo khá là xịn sò. Mình thì không thích cặp này lắm, nên chúng ta sẽ đi cho nhanh nào. Argentia được đặt theo tên một loài thực vật Celosia Argentia, thuộc loài thực vật có hoa. Mình cũng không biết ý nghĩa của loài hoa này, hình như nó tượng trưng cho sự non nớt hoặc thứ gì đó tương tự. Tuy mình không biết gì về ý nghĩa của nó, nhưng mình biết có loài thực vật này có rất nhiều công dụng trong chữa bệnh. Franks tiếp theo là Zenista, nhụy chính là Kokoro. Nhị thì có hai người là Mitsuru và Futoshi, nhưng vì Kokoro thích Mitsuru hơn nên Mitsuru trở thành nhị chính. Cũng có thể đây là màn NTR khá đau.
Janista có một thân hình khá là to với màu đen chủ đạo và điểm thêm một chút màu xanh lá hoặc màu gì đó tương tự. Sau khi mình đọc thông tin về Janista thì có thể thấy nó có rất nhiều điều thú vị nhưng lại chủ yếu xuất hiện trong manga. Mà mình thì chưa đọc manga nên mình không biết gì cả. Điểm miêu tả về ngoại hình của Janista thì nó khá là giống... mà thực ra bạn có thể liên tưởng đến nhân vật Belikov ở tác phẩm Người Trong Bao học hồi lớp 11 cũng được. Còn bạn nào chưa học lớp 11 thì về cơ bản nó trông như thế này. Khá là dị. Janista có một cái hàng to và rất giống một khẩu Magnum nhưng to hơn và có lưỡi lê ở đầu súng. Janista là tên của một chi thực vật thuộc họ đậu. Theo như hình ảnh trên Wikipedia thì loài hoa này có màu vàng và nó có ý nghĩa là khiêm tốn thì phải. Mặc dù nhìn hoa thì có màu vàng nhưng Janista trên phim thì gần như chẳng có tí màu vàng nào cả. Và cuối cùng là Crophytum. Đây là Franks có nhụy là Ikuno và nhị ban đầu là Michiru. Nhưng về sau thì Michiru đi ngoại tình nên Futoshi bị thế vào vị trí nhị hoa. Mình cũng không quá ấn tượng với Franks này. Về cơ bản thì nó có màu trắng và tím trắng, với đôi tay có các phần trông như cánh, thứ có thể bay được, và một đôi chân nhọn hoắt dùng để chém Kyuryu. Thực ra thì tay của Crophytum cũng có thể trở thành súng để bắn nữa, khá là đa dụng, nhưng có vẻ là Michiru thích xôi thịt hơn. Crophytum là một chi thực vật có hoa thường xanh, và mình cũng chẳng biết là loài thực vật này có hoa màu tím hay không nữa. Ý nghĩa của loài hoa này là mang lại may mắn, chắc là thế, vì mình có phải là nhà thực vật học đéo đâu.